Hello, chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Trên màn hình của anh chị đây là mẫu sản phẩm camera mini siêu nhỏ ngụy trang mắt cụ áo S200 các chị nhá. Trong video này bên em sẽ nên giới thiệu chia sẻ cho các anh chị. Đây là một siêu phẩm mà bên em đang bán rất là chạy các chị nhá. Bởi vì nó được rất nhiều khách hàng bên em lựa chọn sử dụng các anh chị ạ. Các anh chị thấy này, đấy chưa bàn về các chức năng công dụng các anh chị thấy. Ưu điểm của nó về kiểu dáng kích thước đó là một ưu điểm các chị này. Đấy rất là gọn nhẹ các chị nhá. Đây kích thước của nó chỉ tương đương với kích thước của một ngón tay út của em như này. Đấy, nó chỉ tương đương với một ngón tay út các chị nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm kích thước nhỏ nhất về cái dòng sản phẩm ngụy trang mắt cụ áo các chị ạ. Đấy rất là tiện lợi các chị nhá. Mình có thể là ngụy trang giấu kín bất cứ nơi đâu đều được. Anh chị có thể là găm trực tiếp trên người mà để quay trực tiếp người đối diện mà không lo sợ bị phát hiện, hoặc có thể ngụy trang giấu kín bất cứ nơi đâu, trong văn phòng làm việc, cửa hàng làm việc của mình. Đấy, hoặc các chị lắp đặt trong nhà để theo dõi giờ giấc học tập của con cái đều được hết các chị nhá. Quá là tiện lợi luôn các chị ạ. Đấy. Đấy là cái cấu tạo bên ngoài của nó. Đấy còn chức năng công dụng của nó thì các anh chị thấy này. Đấy, rất là to lớn các chị nhá. Anh chị có thể là xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa không giới hạn khoảng cách. Đấy, độ phân giải hình ảnh sắc nét full 4K, ngụy trang kín đáo, sử dụng ổn định dễ dàng luôn các anh chị ạ. Đấy, mắt camera thì đây là cái mắt camera này, được kết nối với phần thân máy bởi một cái đoạn dây cáp dù rất là mỏng như này các chị nhá. Đấy, giúp các anh chị có thể là luồn nách qua các khe kẽ các cái bề mặt để các anh chị có thể đặt cái vị trí mắt cam này. Đấy, nhưng mà nó rất là chắc chắn và rất là dai các anh chị nhá. Đấy, và đặc biệt sản phẩm này còn được hỗ trợ kèm theo cho các anh chị một cái bộ ngụy trang mắt cúc áo như này để các anh chị có thể là ngụy trang giấu kín các chị ạ. Đấy thì tùy cái trang phục mà các chị đang mặc trên người hoặc là cái môi trường mà anh chị muốn lắp đặt sử dụng cái camera này thì các chị có thể lựa chọn những cái mẫu ngụy trang cúc áo như này để các chị ngụy trang nhá. Đây, em sẽ lắp một vài cái mẫu cho các chị xem này. Đấy, ví dụ các bác nào mà đang muốn ngụy trang vào các loại cúc áo chung chung như này thì anh chị lựa chọn ở đây đúng không? Đấy, hoặc là cái loại nhỏ hơn. Đây, cúc áo sơ mi các chị này. Đây nó tương tự giống như cái áo sơ mi này các chị này. Đấy, hoàn toàn kín đáo an toàn các chị nhá. Hoặc là các bác có thể là lựa chọn các cái loại ngụy trang mắt cúc áo bằng ốc vít đầu đinh như này. Đấy thì tùy cái môi trường mà các anh chị muốn lắp đặt sử dụng hoặc là cái trang phục mà các chị đang nằm mặc trên người để các chị có thể là lựa chọn cái bộ ngụy trang mắt cúc áo này nó phù hợp các chị nhá. Đấy và trên phần thân máy đây cũng rất là đơn giản các chị này. Thứ nhất đây là cái nút reset camera. Đấy bên cạnh đây là cái nút cái cổng nắp thẻ nhớ các chị nhá. Thì cái nút reset này các anh chị sẽ sử dụng trong các trường hợp cái camera này các chị mua về nó không phát ra mạng wifi, hoặc các chị đang sử dụng mạng wifi này muốn chuyển đổi sang mạng wifi khác thì các chị sẽ reset cái nút này để nó trở về trạng thái ban đầu các chị sử dụng tiếp tục ạ. Đấy và cái mặt đối diện đây thì nó sẽ có một cái công tắc nguồn như thế này. Đấy, công tắc on off các chị nhá. Gạt lên thì khởi động nguồn và gạt xuống thì tắt nguồn. Đấy các chị để ý giúp em này. Khi các chị chưa quen thì các chị để ý là cái công tắc này các chị sẽ gạt về vị trí cái cổng chân sạc đây chị này thì nó sẽ khởi động nguồn cho anh chị nhá, và gạt về vị trí mắt camera ở đây. Đấy thì nó sẽ tắt nguồn cho các chị ạ. Và khi anh chị sạc đầy pin cho cái camera này anh chị có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là 2 tiếng. Ngoài ra anh chị có thể kết hợp với cục pin dự phòng như này. Đấy để các anh chị sử dụng quay được lâu hơn nhá. Đấy, cục pin này các anh chị kết hợp với camera thì có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là từ 8 đến 10 tiếng các anh chị ạ. Đấy và đây anh chị thấy này, đây nó sẽ có một cái đoạn dây cấp nguồn như này để các chị sạc nguồn cho cái camera này hoặc là sạc nguồn cho cục pin dự phòng các chị nhá. Anh chị có thể cắm sạc trực tiếp vào đây để sử dụng liên tục 24/24 giờ đều được các anh chị ạ. Sản phẩm này bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái thẻ nhớ 128GB như này để cho các anh chị lưu các video vào bên trong các anh chị nhá. Thẻ nhớ này thì lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục 20 ngày với chế độ ghi đẻ ghi đẻ. Đấy và ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức cài đặt kết nối sử dụng này. Trước tiên thì các anh chị sẽ khởi động nguồn cho camera. Đấy thì các anh chị sẽ gạt cái nút công tắc nguồn này về phía cổng chân sạc đây các anh chị nhá. Đây các anh chị sẽ dùng tay này. Đấy mình gạt nhẹ thôi là ngay lập tức nó sẽ về vị trí này. Thế chị để ý giúp em ở bên trong cái cổng chân sạc đây này, nó sẽ có một cái đèn báo các chị nhá. Đây nhìn nghiêng như thế này các anh chị mới nhìn thấy, chứ còn nhìn thẳng như thế này thì không thể nào nhìn thấy đúng không? Rất là kín đáo an toàn các anh chị ạ. Đấy và hoặc là anh chị có thể là tắt bật trên phần mềm ứng dụng đều được các anh chị nhá. Đấy và khi anh chị khởi động nguồn xong thì anh chị sẽ tải cho một cái ứng dụng này về. Ứng dụng có tên là Lookcam các bác nhá. Đấy các bác vào kho ứng dụng này, những anh chị nào mà dùng iPhone thì vào kho App Store, còn những anh chị nào mà dùng điện thoại hệ điều hành Android thì vào cửa hàng CH Play tải ứng dụng này về cho em nhé. Khi các chị tải ứng dụng xong thì các chị sẽ đi vào phần cài đặt đây này, cài đặt trong bánh răng trong cái điện thoại của mình, biểu tượng bánh răng đây các chị này, các chị vào đây, sau đó thì các chị sẽ ấn chọn kết nối mạng wifi các chị nhá. Thì cái mã wifi nó phát ra đây nó sẽ bao gồm một dãy số và chữ được sắp xếp lộn xộn không theo thứ tự như này, thì các chị chỉ việc ấn vào và đợi nó kết nối. Đấy, khi nào nó kết nối xong thì anh chị sẽ thoát ra cho em nhé. Đấy, để tiến hành các bước tiếp theo. Đấy, như thế này là ok này. Thoát ra màn hình cho em và đi vào ứng dụng các anh chị nhé. Đấy, ứng dụng đây các chị này. Đây, các chị sẽ ấn vào phần device online. Đấy, sau đó các chị ấn chọn cancel. Đấy, như thế này. Ngay lập tức camera với điện thoại của mình sẽ được kết nối với nhau các anh chị nhé. Đây này, các chị theo tay em đưa này. Đấy, anh chị theo. Đây, hình ảnh đây này các chị này.
Để nhá, khi anh chị cài đặt kết nối vào thì có thể là hình ảnh nó bị ngược như này, thì anh chị có thể đảo chiều ở đây này. Đây anh chị yên tâm nhá. Đấy, nó ngược hay xuôi thì các anh chị không quan trọng, không cần phải để ý, bởi vì mình có thể điều chỉnh ở đây được mà, đúng không? Đấy, chỉ cần một nút như này thì nó lại trở về trạng thái ban đầu. Đấy. Cái tiếp theo, đây sản phẩm này độ phân giải hiện tại đang sử dụng là 2K. Anh chị có thể là vào đây tăng lên 4K hoặc giảm xuống 1080. Đấy thì tùy do nhu cầu sử dụng của mỗi người, anh chị có thể lựa chọn độ phân giải nó phù hợp với mình các chị nhá. Đấy, và em sẽ giải thích luôn cho anh chị các cái chức năng hỗ trợ các chị đây này. Đấy, trên màn hình ứng dụng đây nhá. Đấy, anh chị muốn vào đây để điều chỉnh ánh sáng, tăng giảm ánh sáng thì anh chị ấn vào biểu tượng hình tròn ngoài cùng này. Đấy, tiếp theo anh chị có thể vào đây tăng giảm độ phân giải màu sắc. Đấy, cũng tương tự như ánh sáng vậy các anh chị nhá. Đây, và biểu tượng số 3 đây là chế độ quay đêm. Các chị ấn vào thì nó sẽ chuyển sang chế độ quay đêm với màu đen trắng các chị ạ. Đấy. Và cái bóng đèn này, thì cái bóng đèn ở cái đuôi đây các anh chị này, ở cái cổng chân sạc đây các chị nhá. Đây em sẽ nhìn cho chỉ cho anh chị xem này. Đây, em sẽ tắt đi này. Đấy chị thấy không? Ngay lập tức nó sẽ tắt đi này, bật lên thì nó lại sáng bình thường. Đấy, các chị yên tâm khi sử dụng nhá. Nó sẽ không phát ra bất cứ âm thanh hay là ánh sáng nào để đảm bảo thông tin bí mật, đảm bảo an toàn cho các chị nhá. Và em sẽ quay cho anh chị xem một vòng này. Đây chị thấy không? Đấy, chất lượng hình ảnh đây nhá. Thực tế đây có như thế nào thì bên em quay quảng cáo y chang như thế các anh chị này. Đấy, tất cả các sản phẩm bên em bán ra cho anh chị khi quay các video hướng dẫn sử dụng như này thì đều quay chuẩn xác luôn các anh chị nhá, không cắt ghép bất cứ một thứ nào. Các chị thấy không? Cho nên các chị khi đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm. Đấy, giá thành các chị cũng yên tâm các chị ạ. Bên em sẽ bảo hành đổi mới cho anh chị trong thời gian sử dụng sản phẩm 1 năm. Đấy, anh chị có thể chụp ảnh luôn này. Đấy, trên phần mềm ứng dụng anh chị có thể là sử dụng chức năng chụp ảnh này. Đây chị thấy không? Đấy, ấn vào đây thì nó sẽ tự động chụp ảnh này. Đấy. Rất đơn giản đúng không anh chị? Rất đơn giản và rất dễ sử dụng nhá. Đấy, còn anh chị muốn quay video, đây em sẽ quay cho anh chị xem một cái đoạn video này. Đây, các bác nhá, mình sẽ ấn vào đây để quay video này. Đây, máy quay phim đây các chị này. Đấy, bắt đầu em sẽ quay cho anh chị xem nhá. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn, website camera quay nén 360.vn. Số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí 0969 920 838 và 082 55 33666. Đấy, em sẽ dừng video và mở lại cho anh chị xem này. Đây, các bác muốn xem lại thì anh chị sẽ ấn vào phần photo dưới đây nhé. Đấy, vào trong phần photo này thì ảnh và video mà mình quay chụp thì nó sẽ lưu chung ở đây cho anh chị nhé. Đấy, rất là tiện lợi luôn các chị ạ. Muốn xem cái nào thì anh chị chỉ việc ấn vào đây này. Đây, anh chị theo. Đấy, phóng to, thu nhỏ đều được nhé. Đấy, anh chị thấy này, thời gian lúc anh chị quay phim chụp ảnh nó sẽ lưu vào đây cho anh chị này. Đấy, hiện tại đang là 16:37:03. Anh chị theo, hiện tại ở đây là 16:38. Đấy, đúng không? Nó sẽ lưu luôn cho anh chị này. Nó sẽ chuẩn với cái thời gian mà nó quen chị đang chụp ảnh ở cái điện thoại đây các chị nhá. Đây, và video đây. Quay về chị xem nhá. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn, website camera quay 360.vn. Số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp. Đấy, các bác thấy không? Chất lượng âm thanh hình ảnh quá là xịn sò luôn đúng không ạ? Đấy, quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ. Và đây là mẫu sản phẩm có góc quay rộng nhất trên thị trường hiện nay các anh chị nhá. Đấy, em sẽ quay trở về đây và hướng dẫn thêm cho anh chị các chức năng công dụng tiếp theo này. Các anh chị sẽ ấn vào đây. Đấy, sau đó ấn vào device setting này. Đấy, ở đây anh chị có thể là khám phá các chức năng công dụng ở đây. Đấy, có thể là cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động. Đấy, khi chị ấn cài đặt chức năng này thì cứ có người xuất hiện trước camera thì nó sẽ gửi tin nhắn báo vào trong điện thoại cho các chị để các chị có thể vào theo dõi giám sát nhé. Đấy, tiếp theo cài đặt thay đổi mật khẩu camera. Dòng đầu viên đây sẽ là mật khẩu cũ từ 1 đến 6 này, hai dòng dưới là nhập mật khẩu mới vào, sau đó ấn OK là được các anh chị ạ. Đấy, và ở đây là cài đặt thẻ nhớ, biểu tượng thẻ nhớ đây các anh chị nhé. Các chị chỉ cần gạt các cái nút này lên màu xanh này, sau đó các anh chị ấn vào cái dòng chữ đây này. Đấy, có cái số 5 đấy các chị nhá. Vào đây thì các anh chị có thể là chọn thời gian 1 phút, 3 phút, 5 phút hoặc 30 phút cắt ra thành một file cho anh chị, thì các anh chị có thể lựa chọn cái thời gian nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Đấy, cài đặt chức năng xem trực tiếp trên điện thoại từ xa, các chị ấn vào đây. Sau đó các chị chọn tên mạng Wi-Fi này, nhập mật khẩu vào đây, sau đó ấn OK xác nhận và thoát ra màn hình, đợi khoảng 1 đến 2 phút sau các chị vào lại thì lúc này các anh chị mới có thể theo dõi xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa không gian khoảng cách các anh chị nhé. Đấy là tất cả các quá trình cài đặt kết nối camera với điện thoại cũng như là khám phá các chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Đấy, thì những anh chị nào mà đang theo dõi video này, các anh chị hãy cho em một like, một chia sẻ cũng như anh chị hãy đăng ký theo dõi kênh bên em để hàng ngày sẽ là người sớm nhất nhận được những video mới nhất bên em nên chia sẻ cho các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.